Chiều 25 tháng 2 năm 2023, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng của cơ quan này đã tiến hành khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V đóng tại phường Đức Giang, quận Long Biên để làm rõ những sai phạm tại đây. Ngoài khám xét trung tâm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng phối hợp với Công an quận Long Biên cũng đã khám xét khẩn cấp nơi ở đối với cựu giám đốc Phạm Quốc Bình, phó giám đốc phụ trách Ngô Văn Việt và trưởng dây chuyền đăng kiểm của trung tâm này là ông Phạm Trọng Tuệ qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến hành vi nhận hối lộ bước đầu ba người kể trên khai nhận trong quá trình đăng kiểm phương tiện phát hiện lỗi về đèn phanh khí thải thì đăng kiểm viên sẽ trực tiếp nhận từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng tùy theo lỗi của phương tiện để bỏ qua những lỗi này và cấp giấy tem chứng nhận kiểm định lưu thông trên đường công an quận long biên đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng người để xử lý theo quy định theo thông tin từ công an Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 31 trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, công an đã xác định một nửa trong số này có vi phạm. Tính đến nay, công an đã khởi tố hàng trăm bị can để điều tra tội nhận hối lộ. Các bị can đều là giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm. Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xảy ra từ nhiều năm nay, mỗi trung tâm hưởng lợi bất chính hàng tỷ đồng, chủ yếu là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm như hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn trọng tải.